Audio Jungle. Xin chào bà con. Thì hôm nay á mình sẽ quay lại cái việc mà hôm trước mà hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật mà chăm sóc cây vải trong giai đoạn ra hoa. Thì vườn này là vườn của anh Tuấn, hôm trước mình quay ở bên Marac km số 72. Thì hôm nay cũng vườn này mình quay lại kiểm tra về cái hiện trạng mà sau khi phun thuốc dưỡng hoa, dây cuống hoa. Và hôm nay là vải đã xả nhụy và hình thành trái bằng hạt đậu xanh và đậu đũa rồi. Thì những cái công tác mà cần làm và chăm sóc ở trong cái giai đoạn trái như thế này thì cần làm những cái bước gì và để cho đạt được năng suất cao và hiệu quả. Cái việc đầu tiên á, là con vẫn phải xử lý cho mình là cái thuốc sâu, côn trùng giết thuốc. Tại sao phải xử lý cái thuốc này? Thì hầu như tất cả các giống vải á, cái quan trọng nhất là con không để cái sâu cuốn. Đặc biệt cái sâu cuốn này á, nếu trong giai đoạn nhỏ trái như thế này mà con không xử lý á, sau này trái lớn ổn định thì cần thu hoạch bà con bị sâu cuốn hết thì rất khó để mà bán. Cái thứ hai nữa là hầu như bà con nông dân ta sẽ không bán được giá thành cao. Thì vẫn có một số khu vực mua nhưng mà giá thành không cao thì dẫn đến tình trạng là vải chúng ta thất thu, nói chung là thu nhập không có ổn định được trong cái công tác mà làm cả mùa, chỉ còn có 2 đến 3 tháng nữa bắt đầu thu hoạch. Thì trên clip mình quay rất chi tiết bà con xem á, hiện trạng đậu trái rất là nhiều. Thì trong giai đoạn này thì bà con tham khảo và xem sản lượng trên cây. Nếu mà cây chúng ta đã xả nhụy đầu trái bằng hạt đậu xanh đầu đũa khoảng cỡ 50-60% thì con tiến hành phun cho mình là thuốc côn trùng chết hút, pha loãng, nồng độ loãng cho mình. Và cái thứ hai nữa, con phải xử lý cho mình thêm cái chống rụng trái trong giai đoạn này và nấm bệnh trong giai đoạn này. Đó là ba cái vấn đề quan trọng nhất trong giai đoạn mà hình thành đầu trái non. Và tiếp theo cái vấn đề nữa là phân bón. Và trong giai đoạn này thì mình cũng khuyến cáo bà con là trong giai đoạn này hiện tại vẫn chưa bón phân. Cái thứ nhất, nếu bà con bón phân không cân đối trong giai đoạn này sẽ dẫn đến tình trạng thừa dinh dưỡng và rụng trái non rất là nhiều. Về vấn đề nước tưới, đặc biệt đối với cây ăn quả, đặc biệt là con phải quan trọng nhất cái vấn đề cho mình là nước tưới. Hầu như cây ăn quả nào hay cây trồng nào cũng quan trọng nhất là yếu tố nước tưới, độ ẩm. Đối với dòng cây vải ấy, thì bà con vẫn duy trì độ ẩm cho mình 5-7 ngày tùy vào khu vực bà con tưới giảm cho mình. Cái đó là những vấn đề cơ bản mà chia sẻ bà con. Thì về những cái vấn đề thuốc mà cần can thiệp trong vấn đề này mình cũng chia sẻ luôn bà con á, là bà con bổ sung cho mình canxi bo và nấm bệnh trong giai đoạn này. Thì mình cũng khuyến cáo trong giai đoạn này bà con hạn chế phun những cái dòng thuốc mà dính lâu, bám dính lâu như mangozet hay là một số dòng thuốc khác, dẫn đến tình trạng trái chúng ta có những cái màu xanh nó dính lên trái thì dẫn đến cái người mua và người tiêu dùng rất là khó nhìn và khó mua bắt mắt cái màu sắc mà dính lên trái. Đó là mình khuyến cáo và chia sẻ với con để lựa chọn những dòng thuốc hiệu quả và đạt được năng suất cao để con phun trong giai đoạn có trái này. Đặc biệt nếu con có muốn hiệu quả thì con có thể dùng một số dòng sinh học để cho trái chúng ta đảm bảo được chất lượng, kể cả người trồng và người tiêu dùng thì hiệu quả cao. Thì toàn bộ cái vườn này hôm trước mình quay con xem á, nếu lục lại con ở xem ở phần trước thì hôm nay mình sẽ quay lại kiểm tra những cái vườn cây và những cái trái mà đã hình thành đậu trái rồi. Thì những cái việc cơ bản và hiệu quả trong giai đoạn này á thì mình cũng đã chia sẻ ở đầu clip. Còn lại mình sẽ quay toàn bộ và chi tiết những cái cây mà đậu quả trước. Còn những cái khu vực mà những cái cây đậu trên sâu thì sau này mình sẽ quay hết tổng thể vườn cho mình. Thì trong vấn đề này hiện tại là đang xả nhụy sẽ không có đồng đều. Qua đó sẽ có cái lựa chọn và chọn lọc những cây nào đậu quả trước thì mình ta phun trước. Còn những cái cây đậu quả sâu thì chúng ta phun sau. Đó là tổng hợp tất cả các quá trình mà mình chia sẻ cho con để cho đạt được một cái năng suất cao và hiệu quả hơn, để chúng ta làm một cái mùa cây vải hiệu quả và năng suất. Bà con thấy trái rõ ràng rồi đó, nên qua đó có bà con cứ xem chi tiết, mình quay rất là chi tiết và cụ thể toàn bộ cái vườn vải này. Thì hôm trước bà con cũng xem rồi, cũng cây này thì mình quay rất là chi tiết rồi. Vườn này thì nông dân anh Tuấn cũng lắp hết toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt. Thì clip này mình quay vào ngày 28 tháng 2 2023. Thì thời tiết thì hiện tại cũng có mưa phùn, nên qua đó mình cũng cân đối và cân nhắc cho bà con cần phải can thiệp và phun những dòng thuốc để áp dụng cho vườn chúng ta hiệu quả và năng suất cao hơn. Về vấn đề bón phân thì sau này khi trái lớn bằng đầu ngón tay út hạt ngay trái, mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với con thêm về vấn đề bón phân như thế nào cho hợp lý, để tránh tình trạng một số clip mình nói chung chung là con không có áp dụng được trong giai đoạn này cần làm những gì.
thì sau này mình sẽ ra giai đoạn nào, mình sẽ hướng dẫn giai đoạn đó để cho những bà con nông dân chúng ta theo dõi và áp dụng cái vườn chúng ta đạt được năng suất cao và hiệu quả hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.